tôi có 4 cây cây mai để gửi nếu anh em nào mà có yêu thích ở ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Thạnh, huyện Châu Thành. Anh em nào mà chốt hết 3 cây mai bự này, cây từ cây số 2, số 3, số 4, tôi sẽ tặng cho anh em một cây cây mai số 1. Rồi dẫn quý anh em vô tham quan khu vườn của anh Tư ngày hôm nay nha anh em. Hôm nay anh lưu với anh em là 4 cây. Đầu tiên cây này mã số 1 nha anh em, một cây mai nằm đất nha. Cây này nhỏ nhưng mà nó có vỏ. Mật bông nó 5 đến 9 cánh. Dạ. Ví dụ này khán giả mà chốt anh có cho gửi Tết được không anh? Được. Cao tầm khoảng 3 mét nha anh em, tán ngang hơn 3 mét nha. Tàn thiên nhiên, một cốt đi lên. Cây này nút nụ khá là to nha anh em. Mật bông ảnh chia sẻ là 5 đến 9 cánh. Này thấy dần nút thấy mê lại nè. Mai này bóng đẹp lắm. To to không à. Nói chung mai nhà thiên nhiên nên hàng năm á ảnh chơi bông ảnh biết nha nè. Bông rất là đẹp, bông chùm nha. Cây này giá thì rất là mềm anh em, cho anh em đón xuân. Về mà săn sóc mà để chơi đó là nó rất đẹp luôn. Dạ. Rồi đâm đo cái hoành coi như anh Tư. Cây này bộ đế nguyên khối luôn em ơi. Nguyên si chưa có làm gì hết nha. Thân cây liên lạc không thiểu tích. Đó đâu. Rồi mình đo cái hoành gió cho anh, bao nhiêu anh? Ở đây là 56, phải không? Rồi 56, mình đo cái cục đế đó coi nhiêu anh? Cục đế hả? À, nguyên cục đế đặt. Cục đế 82. Rồi 82, khó đế đặt nha nè. Rồi để đi vòng cho anh em xem cái nguyên khối đế đó. Cây này còn tơ nha, liền lạc không thiểu tích. Nguyên khối đế hết hồn luôn nè. Nè. Củ đế lớn lắm nha. Củ đế đặt này 82 nha. Còn cái cành nó tập khoảng hơn 20 không nè. To lắm. Thân cây liền lạc không thiểu tích. Thân 28. Cái này chơi bao tiềm năng luôn nè. Cái này bộ đế này còn nữa vậy nè. Nguyên bể bể vậy nè. Cái này là mình chốt giá nhiêu anh Tư? Bây giờ anh chốt giá không vậy, cái này là 30 triệu. Rồi mã số 1 anh Tư chốt với anh em là giá là 30 triệu nha nè. Bán tại vườn nha. Hơn 50 hoành. Bộ đế khá là đẹp nha nè. Cái này chơi bao tiềm năng luôn. Rồi xem hộp nhảy liên hệ anh Tư nha. Để mình chốt cây này. Rồi đây mã số 2 nha nè. Một cây mai tàn bao đẹp luôn. Tròn trịa như trái banh nè. Chiều cao 4 mét nha. Tán ngang tầm khoảng 5 mét. Một cút nạt đi lên bắt đầu nó xoay tàn nè. Tầm khoảng 3-4 tấc rồi đó. Mấy sao cảnh luôn. Cái vườn cảnh cái cây này đẹp. Nhiên nha, chưa qua chỉnh sửa. Dàn xương bên trong đây nè, đặc hết. Điều do hả, mặt nào cũng đẹp hết. Bông nó khoảng bao nhiêu cánh vậy anh Tư? Bông 5 đến 9 cánh. Rồi, 5 đến 9 nha nè. Gần Tết rồi anh em ơi, anh em nào cần mai tàn có thể mình tham quan cái video này. Mai này nó bông chùm không à. Một nụ gì đó nó có ra tới là 6 7 8 bông. 6 7 bông. Một nụ như vậy. Chứ không phải như ba mai kia mà ra có nụ. Thì nụ này bắt đầu ra phải không? Ra cái nó đâm ra nữa cái 7 bông, 6 bông. Cái 8 bông. Dạ. Trong một cái nụ đó. Mình có tham quan những cái hình ảnh của anh Tư anh chụp là hàng năm anh em. Bông cực kỳ luôn nha. Nói chung cái dàn bông này ảnh bao cho anh em là rất là xịn nè. Bông thơm luôn nha anh em. Ông nó bu lắm nè. Hàng năm á. Ở đây nhà vườn nó chơi dùng người ta biết hết nè. Có sao nói vậy anh em ơi. Chất lượng. Rồi vô. Vô phía bên trong cho anh em xem cái không phải mua bán gì. Dàn xương. Cây nói chung liền lạc hết nha, không thể tích. Mấy cây này anh chưa có mô đế anh em ơi.
cái đế thì rất đẹp, đế nó ra tốt ngoài đó, nó ra bùng ra chen trà ngoài cái nó bùng nó bấm xuống, chứ không phải ở trên đây nó luôn chứ. Dạ, 71. Rồi, 71 mấy, 71 quanh. Rồi, thoát thân 5 tấc nha nè. Dàn xương rất là đẹp nha, tàn như cái tàn đào vậy nè. Nó lâu lên đầu 5 tấc là nó xoay tàn ra. Đế thì rất đẹp. Xương tàn bên trong nó chung nó đan nhau đẹp lắm nè. Phần bổ đều. Lắc lượng. Cây nói chung liền lạc đấy nè mà, không có thẹo vậy trơn. Xuông ruột à. Nhìn cây nó có duyên lắm nha. Do cái vườn cũng nhiều cây nè. Cái này vì anh em lên cái bồn lớn lớn rồi nè, cao cao nè. Chơi bông là không suy nghĩ nha. Tàn từ xa cho anh em xem. Hôm nay vườn ảnh thì có 4 cây nha nè. Cố gắng quay từ từ cho anh em xem cho nó rõ rồi anh em ưng đó. Alo ngay số điện thoại trực tiếp ảnh để mình chốt nha nè. Cái này là mình chốt giá nhiều cho anh Tư? 190. Rồi, 190 là mình bán tại vườn anh? Bán tại vườn. Rồi, ok. Rồi, cây mã số 2 này giá 190 triệu nha nè. Anh bán tại vườn nha. Nói chung xưa giờ anh không mua bán nên không có gành vụ bứng và xếp anh em ơi. Rồi anh em nào mà ưng có thể alo trực tiếp ảnh rồi đến vườn mình xem. Rồi, tiếp theo nha nè. Cây này cây mã số 3 nè em ơi. Cây này một cây mai hương nha nè. Bông thì cực kỳ luôn. Bao xịn cho anh em luôn nha nè. Cây này cao cũng tầm khoảng 4 mét nha, còn tán ngang tầm khoảng 6 mét rồi nè. Tàn thiên nhiên, tròn đều bốn mặt hết. Đây, dắt vòng cho anh em xem cái bộ tàn đó. Cây số 3, số 4 này thì một cặp anh em ơi, nó sát bên nhau nè. Để anh quay cận cận nha, cho anh em xem cho nó rõ hơn. Cây này đang lên xù rất là mạnh nha nè. Tàn tán nói chung đều tròn hết. Cái này khuyến khích anh em đến tận vườn đó, anh em xem cây bên ngoài cho nó rõ cây hơn. Còn mua bán thận mua vừa bán anh em ơi. Nói chung nhà vườn đưa giá ra còn thương lượng hết, anh em cứ yêu thích có thể mình đến trực tiếp vườn thôi, mình alo. Mà hứa hẹn là bông là dữ lắm anh em. Hình ảnh mà những cho bông mà những năm trước anh em mình có tham quan đó, bông chùm mà nó kẹo chưa tàn tán phía bên trong nè. Cái này một cốt nạc lên bắt đầu nó xoay tàn nha. Bông này vừa tốt lắm. Thường thường lố mấy là mình lãi lá anh? Lố mấy lãi lá anh? Cái này nó cái khoảng 14, 13 mình mẻ được rồi, 14, 13 mẻ được rồi. À là nó ngay Tết luôn ha. À, ngay Tết luôn. Rồi đây cái bộ đế nè. Cái này cái thân nó u nần nữa. Như nó lên bú vậy nè. Đế dách đều của chân nha. Đế đều chân. Đế nó bung ra tới đây mà nó đều chân. Cái này nó thuần từ xưa vậy anh em á. Rồi mình đo cái hoành coi nhiêu anh Tư? Không có cái nào mà trồng đứa nào chân. Nó bung như bàn tay vậy nè, đều cũng bấm xuống vậy. Cái này nó màu lớn nữa nè. Già nó bung nứt hết trơn nè. Này coi nó ra làm như bú nè. Cục cục vậy. Mình đo dưới này đi. Rồi đo, ok. Cái đi. Đó. Cái này là 70. Rồi 70 nha nè. Nó ra bú cục cục toàn thân luôn, phân gốc á. Cây nói chung liền lạc anh em ơi, không có theo tích gì hết nha. Cây này còn đang lớn dữ lắm. Đế thì nằm trải đều chứ nó ra tới này. Có thể bị hoành nó là 3 mét mấy. Còn vàng bông thì nói chung là bao anh em vàng bông. Cây cái đế thì tới đây cực kỳ đẹp luôn. Hôm nay ảnh có 4 cây anh em ơi. Có khuyến mãi lớn nha, anh em nào thiện chí mà chốt hết 4 cây đó. Bây giờ anh xù đó. Anh tặng cho anh em cây số 1 nha nè. Xù. Còn anh em mua riêng thì bán riêng nha nè. Anh em chốt hết 4 cây tặng 1 cây. Cây số 1 nha.
tàn tán nè. Cái này đứng ở ngoài khỏi suy nghĩ rồi. Tàn tán rất là đẹp. Nút anh em coi nè. Tết tới rồi anh em ơi. Có nhu cầu đó, anh em cứ ra lâu. Cái chiều cao tán ngang đó mình lượng lượng nha, có thể nó cao hơn nữa nha. Này chốt giá 200 triệu. Là còn thương lượng được không anh? Nếu mà anh em nào mà chốt hết 3 cây thì anh em mình thương lượng nhau chút đỉnh được. Bây giờ nếu chốt hết 3 cây, những cây này nữa. Ừ. Hết thảy 4 cây và tôi sẽ tặng cây dưới đó. Tặng cây số 1 anh. Cây số 1. Rồi ok. Rồi anh em nào mà chốt hết 4 cây mai này nè, 3 cây bự nè, anh tặng cho anh em cây số 1 nãy mình quay đầu tiên đó nè, cho anh em luôn. Còn mua lẻ thì anh em cứ alo nha. Có giá sẵn anh em. Chốt hết thì nói chung là số lượng nhiều thì giá nó nới lại anh em ơi. Rồi tiếp theo cho anh em, cây này là cây mã số 4 nha anh em. Cây số 4 này chiều cao tán ngang cũng bằng cây số 3 luôn anh em ơi. Hơn 4 m. Tán ngang cũng tầm khoảng 6 m anh em. Cây này có bông gió luôn. Đó, 3 6 9 10 12 cánh anh em ơi. Rồi còn cái chùm bông gió nó lộn lộn anh em, như là làm như cái lục bình vậy nè. Okay. Rất là lớn nha. Cây này sáng ong nó bu cũng nhiều nè. Tàn thì tròn trẻ hết luôn, một cốc nạc lên bắt đầu nó cũng xây tàn luôn. Cái cây này chỗ bông ra thơm lắm. Cây đấy đứng xa cái mười mấy mét rồi cũng thơm đó. Dạ. Cây số 3 số 4 này là một cặp anh em ơi. Anh em là có nhà cũng rộng đó, cái mình để trước sân ra. Để sân ra bắt đầu hai bên anh em. Tết bông nó chỗ nó thơm anh em. Cực kỳ luôn, ảnh báo là từ 10 mấy mét là thơm bình thường vậy nè. Mai hương mà. Đặc trưng nó vậy anh em ơi. Ong nó bu lắm. Cái này vậy anh em, bứng anh em về ra bắt đầu cái tàn nó đều lên nè. Tại do nó gần nhau đó. Bắt đầu hai cây nhánh nó dính nhau á. Về bung cái này nó rộng cái tàn ra lớn liền à. Cây này dần nút quá tay luôn nè em ơi. Xịn luôn. Rồi vô quay thân gốc cho anh em xem. Mấy cái mai này là cây nào bông cũng rất đẹp. Không chơi chỗ nào đi chứ. Đế cũng vậy đó. Đế cũng rất đẹp. Rồi anh đo em cái hoành coi nhiêu anh. Bây giờ cũng lên sù chân ra. Quỳnh 62. Rồi 62. Nói chung mua bán thì anh em cứ đến trực tiếp vườn tham quan cây bên ngoài, mình đo hoành lại bình thường anh em ơi. Rồi trao đổi giá nha anh. Bông lục bình vậy nha. Đây là chốt giá nhiêu anh? Bây giờ cái này chốt giá cho anh em là 160 triệu. Rồi, 160 triệu nha anh em. À. Mã số 4 nha. Cái này bán tại vườn nha anh em. Nó bán tại vườn nha. Rồi kết thúc video của đại lời gửi khán giả không anh Tư? Chúc cho anh em nào mà có cái thiện chí chốt mấy cây mai này trong cái năm mùa xuân đến, tức năm 2024 sẽ gặp được nhiều may mắn và thành công theo ý muốn. Rồi ok anh. Đây xin kính chào. Rồi ok anh.